Mình chào tất cả các bạn nha. Tiếp nối nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ kiểm tra một con máy nữa. Là mình nghe đâu là dòng G. Về tình trạng là chú nói là nó khó nổ khi nóng hay như thế nào đó, mình cũng đã quên rồi. Nhưng mà được chú gửi lên đây để mình kiểm tra, thì bây giờ mình sẽ xem lại chính xác là nội dung hôm nay là con máy này bị cái gì nhé. Mình sẽ cùng nhau đi kiểm tra nè. Chú ở Sóc Trăng, chú Kiên này các bạn, ở Sóc Trăng. Được lắp đồ lai độ các bạn. Đây là chụp giật của dòng Cinewa. Đối với những cái dòng G này thì chụp hiện tại, chụp giật cái chụp lam hiện tại là có mới rồi. Cái này còn tùy thôi, chứ cái này là chụp lam nó có mới rồi. Bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ kiểm tra là cái dàn hơi thì mình đã kiểm tra rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đến bộ phận khác. Có hiện tượng về vấn đề về hơi các bạn. Máy này nó đã nghĩa là hơi nó bị kém rồi. Bây giờ mình sẽ tháo bộ lỗi cho các bạn xem nha. Xăng đâu mà chảy dữ vậy. Rồi ống xăng bị bể luôn. Khá là nhiều những chi tiết từ dòng Cinewa các bạn, như cái thằng chụp bảo vệ nhông nhớt này nè, cũng của dòng của Cinewa đó, không phải của dòng G nữa. Đây
máy theo mình nghĩ chắc có thể là một là bị xước hoặc là như thế nào đó nên nó chạy đi nó có đường bị rít. Rõ ràng các bạn, mình sẽ soi chi tiết sâu bên trong cho các bạn xem nhé. Ở bên trong cái phần của con máy này nè, nó ảnh hưởng từ cái dàn hơi, vì thế là chú nói là lửa này nọ thì mình theo mình về mặt chuyên môn đây, bạn xem kỹ bên trong cái phần nằm à. Đây, đối với dòng máy này có thể là bị thay đồ mới rồi, nghĩa là bạc bê tông mới đó, nên là máy này được phun lên hai lá rồi, chứ máy này nguyên bản thì chỉ có một lá thôi. Đây, hai lá này các bạn. Và các bạn nhìn sâu bên trong thì chúng ta cũng tìm thấy được rồi. Bây giờ mình sẽ rút nằm để kiểm tra luôn. Dây xăng cũng được độ chế luôn các bạn, của dòng Silica đấy.
Máy này thì mình cũng nghe chú trình bày là đi khá là nhiều thợ rồi. Nguyên nhân thì họ chưa có tìm ra. Điều đơn giản là chúng ta kiểm tra dàn hơi, chúng ta có thể xác định luôn rồi. Máy này hầu như là làm khá là nhiều lý do nè, bể luôn cả cái phần này đúng không? Máy này làm mình do đó là máy này làm khá là nhiều rồi. Sợ lạnh nhất là những con máy mà nó tồi nó tàn như thế này các bạn. Sửa một đó là chi phí nó đổi nó cao, hai nữa là cái độ bền nó không được cao nữa. Nên là cái này là tình thế của mình. Các bạn quan sát cho mình nè. Máy này nếu mà mình đo lên mà nó 38 ly là con máy này là 405. Còn nếu 37 ly là dòng là 365. Mình thấy ắc này cũng bự đây nè. Nếu mà ắc 10 ly là dòng 405 nha các bạn. Còn ắc 9 ly là 365. Vậy là con máy này 30. Con máy này là 39 ly nha các bạn. Ắc thì 10 ly nè. Vậy là dòng con máy là 405 nha, không phải là 365. Máy này là bị ắc 10 ly luôn. Vậy là con máy này là chính xác là dòng 405 nha các bạn. 39 ly ắc 10 ly. Nó sử dụng chung với dòng piston của dòng Shinowa 405 của mình đó. Shinowa 405 nó cũng xài 39 ly.
và ắc nó 10 ly luôn. Đấy thì về cơ bản thì con máy này nó đã là được độ chế lên rồi nè. Đây phần bít tông rồi, các bạn thấy cũng có những cái điểm tiện, điểm vớt lên vân vân. Để mình xem lại cái bộ hơi của máy này. Giờ con máy này cái bộ hơi là rất là tệ các bạn. Bộ nằm bên trong chúng ta không còn sử dụng được. Quá tệ con máy này luôn. Bạn xem. Bên trong bộ lồng đó nè. Cỡ này các bạn. Nên là nó đâu có sử dụng được. Đâu có hoạt động tốt được. Chúng ta chỉ nhìn về một cái phương diện một bên thôi, chứ chưa nói là tổng quan về bên trong cái bộ hơi của con máy này. Nên là con máy này chú nói là đi nhiều thợ cũng đâu có căn chỉnh nổi đâu. Hầu như cái lớp kiến bên trong không còn nữa. Về con máy này mình sẽ trao đổi với lại chú một lần nữa để xem là quyết định như thế nào. Vậy là mình vừa, cũng như là mình vừa chia sẻ với các bạn là cách mà chúng ta xác định cũng như là kiểm tra một con máy. Thì chúng ta không có cần phải đi mà mất thời gian chúng ta tìm tòi những cái nguyên nhân chính. Thì đầu tiên cơ bản thì các bạn kiểm tra dàn hơi ha. Hai là chúng ta lửa và xăng. Đấy là những bước để chúng ta kiểm tra một con máy. Vậy là cuối cùng mình cũng đã làm xong con máy G365 này rồi các bạn. Thì khi sáng mình cũng đã nói rồi là con máy này chúng ta phải làm lại, nghĩa là chúng ta thay bộ hơi. Bộ hơi của nó thì hiện tại đó, mà nếu các bạn muốn tìm được bộ hơi phù hợp thì chúng ta phải tìm được là 39 ly, nhưng mà bít tông của nó là phải ắc 10 ly. Nên bộ hơi nó tạm thời mình chưa có. Nên mình đã thảy nguyên cái cụm máy của G36 qua. Các bạn thấy đây, đây là cụm máy của G36 nè. Mình thảy cụm máy của G36 qua để mình xử lý về cái trường hợp này. G36 thì chúng ta được 35 ly các bạn. Mình xin lỗi, 35 ly. 35 ly thì so với cái con máy này thì bây giờ nó tầm lum hết trơn á. Cái xác thì 365. Nhưng cái ruột thì 405. Bây giờ mình đổi lại là G36. Thì bây giờ con máy này tạm thời là bít tông bạc của nó là 35 ly của G36. Thì mình sẽ khởi động lại cho các bạn xem nha. Về cái khả năng và công suất hoạt động của nó. Đây là cái phần bít tông của nó khi mà mình trước khi xi sáng mình đã rút ra nè. Đấy thì nếu mà mình kiếm được cái bộ hơi, nếu mà mình đắp nguyên cái bộ hơi qua thì cũng không được các bạn. Vì ắc của nó là 10 ly. Đó, nên mình bắt buộc là mình phải thảy nguyên cầm máy qua luôn để mình xử lý cái trường hợp này. Bộ nòng của nó đây, các bạn xem đây. Bộ hơi của nó khi sáng này. Hầu như là không còn gì nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nổ máy đây cho các bạn xem nha. Tuy là 35 ly một lá nhưng mà hơi vẫn còn rất là căng các bạn.
Vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn để chúng ta khắc phục một cái trường hợp nữa, và chúng ta xử lý cũng như kiểm tra như thế nào cho nó đúng với lại tầng bệnh của con máy. Thì con máy này thì chú cũng đã nói là ở Sóc Trăng cũng đã tìm rất là nhiều thợ nhưng mà chưa có xử lý được. Thì hôm nay đến đây thì mình sẽ làm thịt nó luôn rồi đó các bạn. Đấy, thì các bạn thấy nội dung của mình hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like video. Còn những bạn nào chưa đăng ký, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha, để sớm được thông báo và đón xem được những clip tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào các bạn nha.